Chào mừng các quý anh chị và các bạn đã đến với chuyên mục tử vi về tướng số trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau: tử vi về nhân tướng học, về xem vận mệnh và tài lộc của 12 con giáp trong ngày 29 tháng 12 năm 2020. Và để muốn biết được trong ngày 29 tháng 12 này có những con giáp nào mà hưởng lộc lá dồi dào và những con giáp nào vẫn bị tiểu nhân theo bám, thì sau đây xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về xem tử vi ngày 29 tháng 12 năm 2020, tức là thứ ba về dương lịch, còn về âm lịch là ngày 16 tháng 11, ngày Bính Ngọ thuộc hành thủy của 12 con giáp. Ngày này là ngày hoàng đạo, ngày tư mệnh rất tốt, còn tuổi xung khắc trong ngày là tuổi Mậu Tý, tuổi Canh Tý, tuổi xung khắc trong tháng là tuổi Bính Ngọ và tuổi Giáp Ngọ. Ngày này có sao Thất trực phá lục diệu và sao Xích Khẩu. Giờ hoàng đạo trong ngày là giờ Tý, từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ Sửu từ 1 đến 3 giờ. Giờ Mão từ 5 đến 7 giờ. Và giờ Ngọ từ 11 đến 13 giờ. Giờ Thân từ 15 đến 17 giờ. Và giờ Dậu từ 17 đến 19 giờ. Trong ngày này những việc nên làm như bốc thuốc, uống thuốc hoặc chữa bệnh. Còn những việc nên kỵ như đóng mới nội thất hoặc cho vay động thổ san nền, đắp nền, vân vân. Còn hướng xuất hành trong ngày, hướng hỷ thần là hướng Tây Nam, hướng tài thần là hướng chính Đông, hướng hạp thần là hướng tại thiên. Còn ngày xuất hành theo cụ Khổng Minh là ngày thiên thượng, xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài được tài, mọi việc đều thuận lợi. Còn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong là giờ Tiểu Các, như giờ Mão từ 5 đến 7 giờ, xuất hành rất tốt lành, xuất hành gặp nhiều may mắn, buôn may bán đất. Còn giờ Đại An là giờ Tỵ từ 9 đến 11 giờ, mọi việc đều tốt lành, cầu tài nên đi về hướng Tây Nam thì nhà cửa sẽ bình yên. Còn giờ Tốc Hỷ trong ngày là giờ Ngọ từ 11 đến 13 giờ thì tin vui sẽ đến, cầu tài đi về hướng Nam. Và các bạn thân mến, dưới đây là chi tiết về vận mệnh và tài lộc của 12 con giáp trong ngày 29 tháng 12, tức là thứ ba của năm 2020 về dương lịch. Một là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Tý trong ngày 29 tháng 12 năm 2020. Theo tử vi ngày mới cho biết, thì ngày này cục diện tương xung đã khiến cho Tý hay cảm thấy căng thẳng và nóng nảy. Con giáp này có nhiều suy nghĩ cực đoan, tiêu cực dẫn đến hành động thiếu kiểm soát, và bản mệnh hãy cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách là hít thở sâu. Con giáp này có thể nhận được sự quan tâm của khá nhiều đối tượng khác giới. Tuy nhiên thì đa số không phải là những người chân thành muốn làm thân với người tuổi Tý và bản mệnh, nên phải giữ khoảng cách với họ. Nếu người còn độc thân thì hãy chờ đợi thời điểm thích hợp hơn. Còn về phương diện công danh sự nghiệp thì ngày chính quan cho thấy con giáp này có tương lai sáng lạn. Nếu chịu từ bỏ những suy nghĩ báo thù hoặc cố chấp của mình thì bản mệnh phải tìm cách thay đổi để thích ứng với thời đại. Một quan điểm có thể thấy đúng điều này nhưng lại không chính xác vào lúc khác. Và quý nhân phù trợ cho người tuổi Tý trong ngày hôm nay đó là người tuổi Tuất và người tuổi Mùi. Về thứ hai là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Sửu trong ngày 29 tháng 12. Hôm nay là ảnh hưởng của cục diện tương hại, vì vậy mà Sửu có tính khí thất thường. Con giáp này không giữ được hình ảnh chín chắn, hãy cẩn thận, thường ngày nữa trở thành người thị phi và nóng nảy, thay đổi nhanh chóng đến mức khiến mọi người phải ngạc nhiên. Vì bản tính nóng nảy nên bản mệnh cũng thường mất kiên nhẫn khi làm việc, đặc biệt là với những công việc khó khăn, phức tạp. Có lẽ trong khoảng thời gian vừa rồi thì người tuổi Sửu đã bắt mình làm việc quá sức. Hãy để bản thân nghỉ ngơi một vài ngày để lấy lại năng lượng và tinh thần. Trong ngày ngũ hành hỏa sinh thổ,
May mắn con giáp này lại có được thêm nhiều tin vui về chuyện tình cảm. Với người độc thân không thể ngờ được lần gặp gỡ đầu tiên nó đã mang lại cho con giáp này nhiều cảm xúc như vậy. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Sửu là người tuổi Hợi và người tuổi Mùi. Về thứ ba là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Dần trong ngày 29 tháng 12. Theo tử vi ngày mới cho biết thì Dần có một ngày vô cùng thuận lợi, nhất là những người đang làm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc nghề tự do hay bán hàng online thì con giáp này rất nhanh nhẹn xử lý mọi vấn đề quan trọng phát sinh trong ngày. Hôm nay thì không gặp phải trở ngại nào, nhìn chung sự nghiệp của bản mệnh thì vô cùng suôn sẻ và thuận lợi. Hơn nữa nhờ vào tam hợi cục che chở nên vận trình tình cảm phát triển rất êm đẹp và con giáp này đã cảm thấy các mối quan hệ chín mùi thì hãy nhanh chóng tính đến chuyện xa hơn. Tuy nhiên thì công việc bận rộn có thể nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người tuổi Dần trong ngày hôm nay. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Dần trong ngày hôm nay đó là người tuổi Mùi và người tuổi Hợi. Về thứ tư là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Mão trong ngày 29 tháng 12. Hôm nay thì Mão làm gì cũng suôn sẻ và thuận lợi. Tuy con giáp này có phần hơi chậm chạp nhưng chậm lại chắc nên không ai phàn nàn một chút nào. Hơn ai hết là bản mệnh là người hiểu rõ nhất và ưu khuyết điểm của bản thân mình để từ đó mà phát huy cũng như là cải thiện về cuộc sống. Song cục diện Mão ngọ tương phá nên điểm báo cho người cố tình gây hại làm hao hụt tài sản hoặc gây mâu thuẫn trong công việc khiến cho con giáp này bị sao nhãng mục tiêu chung. Với người tuổi Mão thì hãy cố gắng bình tĩnh chứ đừng phản ứng thái quá sẽ khiến cho tình cảm trở nên phức tạp hơn. Song cục diện Mão ngọ tương phá điểm báo người cố tình gây hại bản mệnh cần phải quản trong ngày này thì bản mệnh cần phải quản lý tài chính rõ ràng hơn, đừng lúc nào cũng hoang mang như thế. Đứng trước những quyết định lớn nó liên quan đến tiền bạc nên hãy thận trọng suy tính kỹ càng, đừng vội vàng quyết định theo cảm tính. Hôm nay thì con giáp này có thể mắc sai lầm khó có thể cứu vãn được và quý nhân phù trợ cho người tuổi này trong ngày hôm nay đó là người tuổi Mùi và người tuổi Mão. Về thứ năm là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Thìn trong ngày 29 tháng 12. Ngày mới thì tuổi Thìn đã đón nhận một ngày phúc lộc dồi dào, ngày thực thần nâng đỡ nên những khoản tiền bạc con giáp này không cần phải lo lắng gì nhiều. Chuyện làm ăn kinh doanh có nhiều cơ hội mở ra trước mắt và bản mệnh nên mạnh dạn tiến hành những kế hoạch của mình. Đừng để những nỗi lo sợ khiến mình phải trở nên thụt lùi hơn. Và con giáp này là người hiền lành rộng rãi, sống phóng khoáng với bạn bè, đồng nghiệp nên được rất nhiều người yêu quý. Trong ngày thì đào hoa nở rộ với người thương nhau rồi lại về bên nhau. Tình yêu có khả năng hàn gắn mọi vết thương. Đừng chỉ một mình ôm nỗi đau, thương bất tận. Để cho bản thân không trì trệ thì Thìn cần phải làm rõ những mục tiêu quan trọng mình đã đạt được. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Thìn trong ngày hôm nay đó là người tuổi Thân và người tuổi Hợi. Về thứ sáu là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Tỵ trong ngày 29 tháng 12 của năm Canh Tý. Theo tử vi ngày mới cho biết thì Tỵ rất dễ nảy sinh mâu thuẫn với người khác ở trong chuyện làm ăn, có khi phải giữ chính kiến của mình nhưng cũng có khi con giáp này phải lắng nghe lời khuyên của mọi người. Bản mệnh đã quyết định sai lầm lần này khi đã nhất làm theo ý mình. Tài lộc vốn đang ở trong tay vì sai lầm mà lần lượt ra đi. Con giáp này biết được những điểm mình sai và vấp ngã nhưng tạm thời chưa tìm được đối sách để khôi phục lại tình trạng của mình. Đây cũng là bài học đáng nhớ cho người tuổi Tỵ để tỉnh táo và sáng suốt hơn trong những quyết định của mình. Tuy nhiên thì trong ngày này nhờ tam hợp cục nâng đỡ nên đường tình duyên khởi sắc hơn hẳn. Bản mệnh nhận ra nửa kia của mình luôn ghi nhớ món ăn ưa thích hay mùi nước hoa mà con giáp này hay sử dụng. Quý nhân phù trợ cho con giáp này là người tuổi Dậu và người tuổi Sửu. Về thứ bảy là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Ngọ trong ngày 29 tháng 12 của năm Canh Tý. Hôm nay thì Ngọ có thể phải đón nhận nhiều tin vui không mấy suôn sẻ.
Con giáp này đi đâu làm gì cũng phải chú ý kẻo có họa mất tiền. Tốt nhất là không nên mang theo quá nhiều tiền mặt ở bên người. Ở trong ngày thì bản mệnh có nguy cơ bị trộm cắp, giật tiền rất cao nên hãy hết sức cẩn thận. Vì ngọ hỏa tự hình nên tính hiếu thắng của con giáp này được dịp đẩy lên cao trào, và suy nghĩ cực đoan nên người tuổi ngọ thích hạ bệ ý kiến của người khác để bảo vệ quan điểm của bản thân mình, dù không biết mình có thực sự đúng hoàn toàn hay không. Con giáp này làm việc có phần cảm tính, cũng vì thế mà để kẻ xấu nắm bắt được điểm yếu của mình và bản mệnh cần phải nhanh chóng sửa đổi điều này. Nếu không thì dù có cố gắng hay nỗ lực đến đâu thì sẽ có một ngày phải gánh chịu những hậu quả không lường. Và quý nhân phù trợ cho người tuổi này trong ngày hôm nay đó là người tuổi Thân và người tuổi Hợi. Về thứ 8 là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Mùi trong ngày 29 tháng 12 của năm Canh Tý. Hôm nay thì thương quan giáng họa đến cảnh báo tuổi Mùi phải cẩn thận trong công việc, đặc biệt là khi giao tiếp và trao đổi với cấp trên. Con giáp này nên nhận thức được vị thế của mình. Ngày ngũ hành hỏa sinh thổ, vận trình tình duyên tiến triển rất tốt đẹp và bản mệnh rất vận vượng đào hoa trong ngày hôm nay. Nếu người còn độc thân thì người tuổi Mùi hãy tranh thủ cơ hội này để tiếp xúc mở lòng hơn với những đối tượng khác giới. Biết đâu con giáp này sẽ tìm được một nửa tông đầu ý hợp với mình. Quý nhân phù trợ cho người tuổi này trong ngày hôm nay đó là người tuổi Tuất và người tuổi Dậu. Về thứ 9 là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Thân trong ngày 29 tháng 12 của năm Canh Tý. Theo tử vi ngày mới cho biết thì ngày thiên tài chiếu mệnh, người tuổi Thân rất dễ phát tài lớn nhờ những công danh và nhờ những công việc kinh doanh buôn bán. Những gì mà bạn nhận được hoàn toàn xứng đáng mà bao nhiêu công sức bạn đã bỏ ra. Hãy tin tưởng vào tương lai và tiếp tục cố gắng hơn nữa. Tuy nhiên thì con giáp này cũng không nên vung tiền mua sắm những thứ mà không cần thiết. Con đường công danh sự nghiệp của bản mệnh vẫn tiến triển ổn định. Bản mệnh không phải lo lắng quá nhiều vì mọi việc vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Nếu có thể, người tuổi Thân sẽ tranh thủ học thêm một số kỹ năng mới để phục vụ cho công việc, để theo kịp tiến độ trong hiện nay. Ngày ngũ hành xung khắc, chuyện tình cảm không phải cứ muốn là thuận lợi. Hãy thoải mái với tình trạng độc thân hiện tại của mình và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Thân trong ngày hôm nay đó là người tuổi Sửu và người tuổi Thân. Thứ 10 là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Dậu trong ngày 29 tháng 12 của năm Canh Tý. Hôm nay thì chính tài nâng đỡ, vì vậy mà Dậu với thái độ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và cẩn thận sẽ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo, và con giáp này có thể đạt được những thành tích mà trước nay chưa ngờ đến. Cốt là bạn tin tưởng vào bản thân mình. Với người làm nghề kinh doanh thì cũng có nhiều cơ hội nhận được khoản lợi nhuận khá khá. Tuy nhiên thì trước những mối làm ăn và bản mệnh cần phải trao đổi, thảo luận với những người mà hợp tác cùng mình. Cẩn thận chớ nên nóng vội kẻo mắc sai lầm, trả giá đắt bằng chính những đồng tiền mình vất vả làm ra. Trong ngày thì ngũ hành hỏa khắc kim, nó ảnh hưởng ít nhiều đến vận trình tình cảm của người tuổi Dậu. Với các mối quan hệ tình cảm phát triển không được lý tưởng lắm, con giáp này không nên đi tới quyết định quá vội vàng khi mà còn chưa chắc với những cảm xúc của mình. Và quý nhân phù trợ cho con giáp này trong ngày hôm nay đó là người tuổi Tuất và người tuổi Thìn. Về 11 là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Tuất trong ngày 29 tháng 12 của năm Canh Tý. Hôm nay thì ngày thực thần phù trợ, với đường tài lộc của Tuất có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực. Con giáp này rất dễ phát tài trong ngày hôm nay, nhất là với những người đang làm nghề tự do và đã cố gắng trong suốt thời gian qua. Song với những người làm nhân viên công chức thì hôm nay chỉ là một ngày yên bình. Về bản tính ôn hòa rộng rãi chính là lý do mà khiến cho bản mệnh được nhiều người yêu mến. Với người tuổi Tuất thì rất dễ gây ấn tượng tốt ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Hôm nay là ngày thích hợp để con giáp này mở rộng các mối quan hệ, thúc đẩy đường nhân duyên cũng như là sự nghiệp của mình. Và quý nhân phù trợ cho người tuổi Tuất trong ngày hôm nay đó là người tuổi Hợi và người tuổi Dần. Về 12 là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Hợi trong ngày 29 tháng 12 của năm Canh Tý.
Theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra rằng tuổi Hợi trong ngày hôm nay dễ gặp những điều không như ý trong các mối quan hệ xã hội. Không phải lúc nào con giáp này đối xử tốt với người ta thì người ta cũng đáp lại mình một tình cảm tương tự. Nhất là trong công việc có tính cạnh tranh cao thì chính vì thế mà bản mệnh không nên quá thất vọng hoặc là tổn thương vì chuyện này. Trong gia đình thì mối quan hệ giữa đôi bên cũng không được như ý muốn. Con giáp này và người đấy tỏ ra khá lạnh nhạt với nhau. Với người tuổi Hợi thì hãy tìm hiểu nguyên nhân của sự rạn nứt này là gì và hàn gắn ngay khi còn kịp. Ngày thiên quan chiếu mệnh cũng khiến cho con giáp này gặp phải nhiều rắc rối trên con đường công danh sự nghiệp, nhất là với quan lại xấu trong chính quyền, và bản mệnh nên đứng lên để bảo vệ quyền lợi của mình, nhưng không nên làm hành động quá cực đoan, nó gây ảnh hưởng đến hình tượng. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Hợi trong ngày hôm nay đó là người tuổi Mão và người tuổi Ngọ. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.